Đứa em khoe kẹo với chị và cái kết không tưởng. Em có kẹo xe đạp này, chị không có à, tội nghiệp. Thật là tội nghiệp mình mà, hu hu. Nhiều kẹo quá, ăn sao hết đây ta. Sao chị làm kẹo thế? Mẹ ơi, chị kìa. Kìa gì, con có thì chị cũng có thôi. Đó là lẽ công bằng mà. Và công bằng là lẽ tự nhiên, đúng không mẹ? Không phải, công bằng là chị phải nhường con, nhường em. Quên đi cưng, chuyện đó xưa rồi. Ngon từ mẹ, ngọt từ kẹo nè. Ngon thì ăn nhiều vào, mai mẹ lại mua cho. Coi như kiếp trước mình nợ hai mẹ con nhà này.